cả mọi người. Đó, mình quay cho các bạn coi cái cảnh đi làm buổi sáng ở Đan Mạch nha các bạn. Hôm nay là 6:20 sáng. 6:20 mà trời nó tối đen như mực vậy này các bạn. Thì từ nhà mình mà chạy tới chỗ làm là khoảng 10 phút. 10 phút chạy xe nếu mà chạy nhanh. Thường thì mình chạy vào cái thời điểm này thì chạy rất là nhanh. Thường cái giờ ở Đan Mạch á, là khoảng 7 giờ là bắt đầu là kẹt xe rồi. Mà hôm nay mình bình thường mình đi là khoảng 6:20. Nhưng mà hôm nay mình đi hơi trễ một chút xíu. Cái này là bây giờ là 6:20 mình chạy xe nha các bạn. Đường rất là vắng. Mà trời thì tối đen luôn. Mình chạy như vậy á thì khoảng là 7-8 phút là tới chỗ làm. À có thấy không, trời nó tối thui luôn. Các bạn coi đó, trời rất là tối. Tại vì mình làm trong bệnh viện mà thường là mình làm buổi sáng, mình làm trong cái khoa mà sáng là 7:30 là bệnh nhân nó vào rồi. Bây giờ thì mình phải vào trong đó sớm một chút xíu, thì mình cũng thích đi sớm một chút xíu như vậy. Là thứ nhất là mình chạy xe thoải mái, đường nó cho chạy có 70 cây số một giờ, mà hiện tại mình cũng đang chạy là 69-70 cây số một giờ. Bây giờ chuẩn bị ra xa lộ nha các bạn. Là mình đã về nhà rồi, về không có
đi làm cuối tuần mà không có trực cuối tuần. Tại vì cái khoa của mình nó là chỉ nhận bệnh nhân từ 7 giờ rưỡi sáng cho tới 3 giờ chiều thôi. Nó sẽ chia làm hai ca, là một ca là vô là 6 giờ tới 6 giờ rưỡi. Còn thêm một cái đợt nữa là vô từ khoảng 8 giờ. Thì 8 giờ thì ở lại tới 3 giờ chiều. Mình
cho các bạn cùng quay cho các bạn coi là thấy cái sân bay trên 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 không đó các bạn. Sân bay trên bệnh viện mình nhá, thì cái bệnh viện này là rất là lớn. Cái bệnh viện chúng mình làm ạ là cái bệnh viện mà lớn nhất Đan Mạch. Nó có 27 chữ cái, thì mỗi một chữ cái thì gọi là một cái tòa nhà. Và mỗi tòa nhà nó rất là nhiều khoa. Sớm như vậy rất là lợi các bạn ạ. Đi sớm như vậy mình có thể mình kiếm được những cái chỗ đậu xe đẹp hơn. Tại vì cái bệnh viện này lớn lắm, nó có hàng trăm bãi giữ xe đó. Nhưng mà nếu mà mình phải kiếm được cái bãi giữ xe nào mà rất là gần cái khoa của mình, mình thường đậu cái ở cái bãi giữ xe mà gần khoa của mình thì ra. Đó, đó là bệnh viện mình nhá. Cái khu này là khu toàn bộ khu này là khu bệnh viện các bạn nhá. Khu này toàn bộ là khu bệnh viện hết. Đó, các bạn thấy không? Khu này toàn bộ là khu bệnh viện hết. Cho cái thẻ vô, bỏ cái thẻ vô. Đây là thẻ của nhân viên bệnh viện này. Nó sẽ mở lên. Ở nước ngoài cực hơn ở Việt Nam nha các bạn. Đó, các bạn. Đâu có sướng giống như mấy bạn ở Việt Nam đâu, dậy còn ăn sáng xong rồi đi chơi vòng vòng đâu. Đây là một số xe của các bạn mình làm ban đêm. Rồi, đó. Tới rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Đi làm buổi sáng cùng với mình. Hẹn gặp lại. Các bạn nhớ nhấn nút bên phải, đăng ký và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.